Hello anh em, hello các bác. Rất lâu rồi, hôm nay cửa hàng mới lại về được cái dây mà cửa hàng vẫn thường bán những năm trước, năm 2020 và 2021. Đó là cũng là những cái dây AV hàng tồn kho của Đức. Nếu anh em là xem kênh thì chắc chắn biết cửa hàng bán dây này. Cửa hàng sẽ báo giá luôn cho anh em, đó là 230.000 một dây, bao ship tận nơi cho anh em nhé, qua bưu điện. Anh em mua hàng có thể nhắn tin cho địa chỉ thông tin rõ ràng, cửa hàng gói gửi. Thì cái dây này tại sao nó lại chất lượng và nó tốt mà cửa hàng lại khoe với anh em là nó ngon đến như vậy? Anh em xem này. Đó. Cái đầu cắm này này. Đó. Đầu cắm này này. Nó là đầu đúc từ nhà máy nha. Đầu đúc. Nó dày bì này anh em thấy này. Đó. Dày bì này. Thì anh em cắm theo thời gian nó sẽ rất bền. Nó sẽ chắc chắn. Trừ khi anh em lấy kìm anh em bẻ nó mới gãy được cái này. Cái viền này nó dày này. Dày bì luôn. Anh em cắm nó sẽ ôm chặt vào cái đầu AV trên âm ly hoặc đầu đĩa lọc nhạc. Thì độ truyền tải âm thanh nó sẽ trong, nó rõ, nó không bị mất vế hoặc không bị sôi ủ. Thay vì anh em dùng những cái dây rẻ tiền như này. Dây rẻ tiền này. Thì cái viền này nó mỏng dính này. Cái viền này, anh em bóp cái là nó móp vào nha. Chắc chắn anh em sẽ biết nếu anh em dùng rồi. Và cái lõi bên trong nó rất nhỏ so với cái dây bên này. Bên này thì cái lõi nó cực kỳ tốt luôn. Dây này nó là hàng tồn kho bên Đức gửi về. Lâu lắm cửa hàng có dây này anh em nhá. Đây là cuối năm nay thì bây giờ mới có lại hàng loại này. Còn loại này thì bán năm 2020 và 2021 khá nhiều. Đó. 230.000 một dây. Dây thì gồm có vế trái, vế phải thế này. Đây, một sợi màu dây dài 1m9 anh em nhá, một sợi màu đỏ về cho từng vế. Và anh em mua thì sẽ phải mua cả bộ như này, đó. Và bán thì cũng bán theo bộ là 230.000 bộ như này. Đấy. Bộ gồm hai sợi này, vế trái vế phải. Chứ không bán theo sợi anh em nhá. Anh em mua đặt hàng thì cứ bảo cửa hàng là theo bộ, bán tôi một bộ hoặc hai bộ. Hai bộ là 460, còn một bộ là 230. Đó. Anh em nhá. Dài 1m9. Anh em phải có cái tự đánh giá nhá. Bởi vì anh em phải hiểu là cái dây xịn thì cái chất liệu dây nó tốt này. Cái đầu nó xịn. Đấy, anh em tự cảm nhận, anh em sờ cái dây anh em sẽ biết là cái dây này nó có đáng tiền như vậy không. Và mình phải so sánh sang ngang với các loại dây mà anh em đã dùng, so cái tầm tiền mà được cái dây mà cái đầu cắm nó dày chằn chặn này. Cái viền vàng này nó không bị oxy hóa theo thời gian này. Đấy, và cái dây nó chắc chắn này. Đấy. Chắc chắn này thì anh em dùng nó đắt tiền có hơn gấp đôi so với cái dây bình thường. Nhưng anh em lại dùng gần như là dùng suốt đời nếu anh em không bẻ nó hỏng. Đó. Thì cái hiệu quả kinh tế và cái hiệu quả về sử dụng nó như thế nào anh em tự đánh giá nhé. Chứ bây giờ bảo là dây nó tốt đến mức nào thì khó lắm anh em ạ. Bây mình căn cứ mức giá anh em đầu tư này. Căn cứ vào cái anh em nhận được này. Đó. Cái nhận được là cái dây nó tốt như thế nào. Đó. Ok. Dây hàng tồn kho Đức, xin cảm ơn. 230 bao ship cho anh em.